Ở đây người ta đun nóng 0,2 mol hecta đơn chất với NaOH. Như vậy hecta chúng ta có dạng là RCOO, R' để tới dùng với NaOH. Ở đây em sẽ tạo thành là RCOO Na cộng R'OH. Số mol của hecta là 0,2 mol. Số mol NaOH ở đây em sẽ tính là em sẽ lấy 0,135 nhân cho 2. Ở đây là 0,217 mol. Như vậy điều này chứng tỏ là NaOH đây phượng 0,2, tạo thằng này 0,2, đây 0,2. Do NaOH của chúng ta dư. Dư đây là 0,07. Như vậy tổng khối lượng này người ta cho chúng ta là rắn. Rắn ở đây là 19,2 gram. 19,2 sẽ bằng R cộng 44 cộng 23 67 nhân mol 0,2 cộng cho 40 nhân 0,07. Từ đây em sẽ tính được gốc R. Ở đây mình tính như sau: 19,2 bằng R cộng cho 44, xin lỗi, cộng 67 nhân 0,2 cộng 40 nhân 0,07. R bằng 15. 15 là CH3. Như vậy công thức của hecta bây giờ là CH3 COO R phải. Mà ở đây người ta nói là thu được alcohol nitric. Tức R phải ở đây sẽ là gì? C2H5. Đúng chưa? Vậy đây là C2H5. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu B.